Điện thoại hay.vn, một sản phẩm vạn an tâm. Điện thoại hay cam kết bán điện thoại giá rẻ nhất thị trường. Gia tộc Hyuga là một trong những gia tộc lâu đời và có thế lực nhất làng Lá. Mọi thành viên sinh ra trong gia tộc này đều sở hữu Byakugan, một cặp mắt hỗ trợ họ khả năng nhìn bao quát trận chiến và kỹ năng đọc được chakra. Gia tộc được phân ra làm hai phần, Tông gia và Phân gia, một hệ thống nhằm bảo vệ bí mật của Byakugan với những kẻ khác. Tông gia điều hành gia tộc, trong khi Phân gia chỉ có mục đích bảo vệ những thành viên của Tông gia. Những thành viên của Phân gia được niêm phong ấn lên người sau khi người kế tục chuyển giao vào sinh nhật thứ 3. Phong ấn này giúp những thành viên của Tông gia hoàn toàn kiểm soát những thành viên của Phân gia. Bởi lẽ họ hoàn toàn có thể tiêu diệt tâm trí các thành viên Phân gia chỉ với cử chỉ nhẹ nhàng hoặc gây ra sự đau đớn tột cùng để trừng phạt họ. Phong ấn còn gia tăng mức độ an toàn về bí mật của Byakugan vì nó phong ấn Byakugan sau khi người mang phong ấn thiệt mạng. Vì họ là những người hầu cận thân thiết, đơn giản hơn là nhu cầu nối dõi và thừa kế của họ, nên một số thành viên của Phân gia coi người của Tông gia như là cái gai trong mắt của họ. Các thành viên của gia tộc đều được hướng dẫn cách sử dụng nhu quyền, trong đó sử dụng Byakugan nhằm xuyên thấu hệ tuần hoàn chakra của đối thủ và tung những đòn quyền chính xác nhằm vô hiệu hóa và cản trở dòng lưu thông chakra của đối thủ. Muốn tập luyện theo cách như thế, những thành viên của gia tộc Hyuga phải có một khả năng kiểm soát chakra thật hoàn hảo. Điều đó là mấu chốt của những thuật cần kiểm soát chakra cũng như các dạng thức của nhu quyền. Những thuật tối cao của gia tộc như bát quái lục thập tứ trường duy nhất chỉ được truyền dạy cho thành viên của Tông gia. Neji Hyuga dù sao đi nữa đã vượt qua sự hạn chế này bằng cách tự học chúng và nhận được danh tiếng như một thiên tài của gia tộc. Dựa vào những đặc trưng mà võ học chia làm hai mảng lớn là cương quyền và nhu quyền, ở Nhật có rất nhiều môn võ thuật có cốt lõi dựa trên nhu thuật như Judo và Aikido. Nhu thuật cũng rất thịnh hành ở các quốc gia khác khi nó là nền tảng sáng tạo của các môn như Vịnh Xuân Quyền hay nhu thuật Brazil. Trong Naruto, nhu quyền của gia tộc Hyuga có cốt lõi theo nhu thuật, khác với nhiều người cho rằng là quyền pháp dĩ nhu chế cương. Nhu quyền là bộ pháp thuộc dạng cương nhu phối triển, tức trong cương có nhu, trong nhu có cương, cương nhu cứ thế mà phối hợp nhuần nhuyễn để đạt hiệu quả tối ưu nhất. Tốc độ của bộ pháp này rất nhanh, uyển chuyển, có thể tự do chuyển hướng theo ý muốn. Nhưng lại không vồ vập. Tức là khi nhu quyền được tung ra, người thi triển sẽ phải đánh chắc, tiến chắc, không hề có một động tác thừa nào. Điều này làm giảm sự tiêu hao thể lực một cách tối đa, đồng thời tránh để lộ kẽ hở. Toàn thân tĩnh lặng nhưng linh hoạt, vừa có thể chủ động tấn công, lại vừa có thể chờ đợi thời cơ mà phản kích. Từ đó, người thi triển vừa có thể triệt tiêu đòn của đối phương, vừa lợi dụng sức của đòn đối diện mà đánh trúng điểm yếu của đối phương. Tâm tĩnh như dòng nước, cùng với bạch nhãn mà nhu quyền linh động, nhẹ nhàng, có thể tấn công bất cứ đâu, bất cứ điểm yếu nào mà kết thúc trận đấu một cách chóng vánh. Khi tấn công vào thân thể đối phương, nhu quyền dùng thương pháp tập hợp chakra vào lòng bàn tay rồi đánh vào các điểm yếu, các huyệt chakra mà bạch nhãn đã nhìn xuyên thấu. Về mặt cơ bản, nhu quyền có thể tấn công thẳng vào những chỗ không phải là cao thủ võ thuật nào cũng nhìn thấy, rồi khiến đối phương bị nội thương thay vì ngoại thương khi tấn công bằng cương quyền. Chính vì vậy, dù tấn công tưởng như nhẹ nhàng, không có lực, nhưng đó đều là sát chiêu, gây tổn thương lên huyệt đạo lẫn lục phủ ngũ tạng. Trong kỳ thi Chunin, Uzumaki Naruto đã rất ngạc nhiên khi Hyuga Neji chỉ đánh rất nhẹ mà có thể suýt đánh chết cả Hyuga Hinata. Hai bàn tay di chuyển tưởng như không hề có lực nào trong đó, chỉ khi chạm vào thân thể rồi mới phát sinh, quả thật là lợi hại. Trong thực tế, cách đánh này còn là một trong những lý do mà cao thủ nhu thuật có thể ra đòn rất nhanh mà vẫn có thể tự do chuyển hướng, khác với cương quyền. Khi đã xuất ra thì chỉ có thể thu về nửa chừng để lộ ra kẽ hở. Toàn thân luôn trong trạng thái chờ thời cơ mà biến chuyển liên tục, khiến đối phương không thể đoán trước. Không chỉ phải thuần thục bộ pháp và cách sử dụng bạch nhãn, các thành viên của gia tộc Hyuga còn phải thuần thục trong việc điều khiển, kiểm soát, dẫn truyền chakra. Từng quyền xuất ra phải dùng một lượng chakra sao cho vừa phải nhằm tiết kiệm thể lực, lại vừa có thể gây thương tổn một cách tối đa. Việc xuất chakra ra khỏi cơ thể cũng là sở trường đỉnh cao của gia tộc, và phải nói rằng đây là kỹ năng có cấp độ rất khó. Từ lỗ chakra trên ngón tay, họ có thể phóng chakra ra như một cây kim sắc bén, rồi cùng với bạch nhãn mà họ có thể cắt hay thậm chí những thứ mắt thường không thể nhìn thấy như tơ của Kitomaru. Nhưng không chỉ ngón tay mà họ có thể phóng ra từ mọi lỗ chakra trên toàn cơ thể. Vì vậy, ta có thể thấy rằng kỹ thuật này đòi hỏi trình độ kiểm soát chakra thượng thừa mà ngay cả những nhẫn giả cấp độ Jonin của các gia tộc khác cũng không thể làm nổi. Trên đây là phân tích về cốt lõi và nguyên lý thi triển của nhu quyền.
Ý kiến của các bạn như thế nào? Hãy bình luận ở phía dưới cho mình biết nhé. Nhớ nhấn like, subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.